Thế giới bóng đá hiện đại vốn cổ vũ và tung hô cái đẹp. Đó là những pha đá phạt hàng rào của Juninho, vũ điệu sân cỏ của Ronaldinho, kiểu lấy bóng hiệu quả mà đàn ông của Nesta, những pha lốp bóng qua đầu thủ môn của Lionel Messi, hay những pha bắn phá của Cristiano Ronaldo. Thế nên mới có chuyện, những người như Miroslav Klose hay là Filippo Inzaghi chẳng bao giờ được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bởi vì họ chẳng biết làm gì ngoài việc ghi bàn. Javier Hernandez hay còn gọi là Chicharito là một dạng như thế. Anh không nhảy múa, không solo dọc sân, không gì hết. Anh chỉ biết ghi bàn và quyết định trận đấu. Trên sân cỏ, ai muốn làm thơ hay vẽ tranh thì cứ làm, chẳng ai cản. Nhưng bàn thắng mới là thứ định đoạt một trận đấu. Trong lịch sử bóng đá, chẳng ai nhớ đến những pha bóng màu mè. Họ chỉ nhớ những kẻ đã đạp lên đối thủ để lên ngôi vô địch. Việc các nhà phân tích tập trung nhiều vào chiến thuật, vô hình chung khiến chúng ta quên đi sự thật rằng ngày càng hiếm cầu thủ có khả năng luồn sau hậu vệ đối phương rồi điểm bóng ở khoảng cách 5m. Có thể họ có những điểm mạnh yếu khác nhau, nhưng điểm chung của họ, tất cả đều có mặt đúng lúc đúng chỗ khi thời cơ vẫy gọi. Chúng ta đã nói quá nhiều về việc Chicharito sắc bén như thế nào, dù kỹ thuật cá nhân của anh không thường xuyên thi triển. Nói nhiều nhưng chưa bao giờ là nhàm chán. Cho đến giờ vẫn thật khó hiểu khi một tiền đạo có hiệu suất là 28 bàn trong 54 trận, tức là hơn 0,5 bàn trên một trận. Tỏa sáng ở cả Manchester United và Real Madrid, lại phiêu bạc ở Leverkusen và sau đó là câu lạc bộ West Ham United. Những bao tải tiền ở giữa sân đánh chẳng có tốt, phát động tấn công có hay đến mấy thì vẫn cần một kẻ tung ra cú đấm cuối cùng. Trong thời buổi ngày càng nhiều đội bóng chơi pressing toàn sân, Chicharito là một trong số những chìa khóa để mở toang những bức tường hai lớp dù bị kèm chặt đến mấy. Chicharito và những sát thủ như anh là một giải pháp hữu hiệu, chẳng kém gì những chiến thuật chơi lên công về thủ cả trận hay tạo tam giác chuyền liên tục để phá vây, đưa bóng đến khu vực 16m50. Trong một giây lát đối phương lơ đễn, hoạt động nhỏ sẽ làm phần còn lại, đó là ghi bàn. Chicharito thi đấu dựa vào phán đoán và cảm quan linh hoạt. Anh có khả năng ngửi được mùi bóng rơi từ vòng cấm, dùng khả năng nhận biết đó để cắt những đường chuyền của đối phương. Thế nhưng Chicharito dường như là một kẻ sinh nhầm thời đại. Những tiền đạo số 9, chuyên gia săn bàn trong khu vực 16m50 của đối phương như Chicharito là một phần thương hiệu của bóng đá thế giới. Nhưng thế giới bóng đá đã thay đổi. Những cuộc cách mạng về chiến thuật nối tiếp nhau trong những năm gần đây đã làm thay đổi hoàn toàn xu hướng thời đại, kéo theo cái chết của những mẫu trung phong cấm chuyên nghìn gặp để săn bàn. Bây giờ tiền đạo phải nhận nhiều bóng, chuyền bóng tốt, đột phá, di chuyển rộng và bị áp đặt hẳn hoi trong nhiệm vụ phòng ngự. Và vì vậy, Chicharito trở thành nhân tố chủ chốt cho các chiến thắng của đội nhà, đã trở thành tiếng vọng của một thời kỳ bóng đá xa xưa. Sau cái chết của các số 10 cổ điển, người hâm mộ rõ ràng không muốn nhìn thêm một sự băng hà nào nữa của những số 9. Thế nhưng đâu ai tránh được quy luật của tạo hóa. Đáng buồn cho anh Javier Hernandez, hạt đậu nhỏ không thể nảy mầm vì sinh nhầm thời đại. Phần 1 của video ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin mời quý vị và các bạn xem thêm phần 2, những màn trình diễn ấn tượng của Chicharito. Đừng quên subscribe kênh Điểm Danh Cầu Thủ để nhận được những video mới nhất nhé. Mến chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Again.
We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away. Thank you.